Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và tiếp tục về những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em sẽ liên tục cập nhật thêm một số dòng xe mới tại công ty bên em để cho chúng ta có thể có thêm nhiều sự lựa chọn ở những cái phân khúc tầm trung dành cho những anh chị nào mà đang khởi nghiệp muốn mua một con xe nó gọi là vừa phải, vừa tầm tiền nhưng mà chất lượng cũng đi đôi với giá thành. Đó, là một con xe quốc dân ở phân khúc tải trung, đặc biệt là xe Trung Quốc. Một con xe không quá xa lạ với anh chị rồi, rất là nổi tiếng ở những năm 2018, 2019 và được rất là nhiều anh chị mua xe, đặc biệt là khu vực miền Tây. Đây là dòng xe tải đô thành, hay còn gọi là cái dòng IZ65 á. Đó, mấy cái dòng mà đầu vuông cái kiểu này IZ65. Và đối với cái dòng IZ65 này chúng ta sẽ có 3 phân khúc tải thùng. Đối với cái phân khúc đầu vuông này là 1 tấn 9, 2 tấn rưỡi và 3 tấn rưỡi. Là IZ65 1 tấn 9 nè, rồi IZ65 2 tấn rưỡi, rồi IZ65 3 tấn rưỡi, kiểu vậy đó. Thì anh chị muốn lấy con nào lấy. Đây là một con xe đơn cử là dòng 2 tấn rưỡi nha quý anh chị nha. Đó, để xem coi phân khúc mà đời mới nhất của nó thì nó sẽ có cái thiết kế như thế nào và có những cái thay đổi gì hay không, thì chúng ta xem hết trong video này ngày hôm nay nha. Rồi, quay trở lại với cái em xe tải đô thành IZ 2 tấn rưỡi. Đây là cái phân khúc mà cao nhất của nhà máy đô thành cho ra với phiên bản đời 2023 nha. Con này chưa có thể là 2024 nha. Đó, anh chị thấy không? Cụm đèn hình chiếc lá là đặc trưng của em xe này luôn. Rồi, nó đẹp. Đẹp giá mang luôn. Cụm đèn bi ha. Đó. Thiết kế độc lập luôn. Đô thành đợt này làm xe từ xưa giờ em thấy nha. Ở miền Tây không biết tại sao luôn, mà cái đợt mà em giao xe về Tân Hưng Long An á, anh chị nào mà hay xem mà có mấy cái video bàn giao của em á, đợt đó em về em mua xe, em bán xe xong rồi em đi thu xe cũ ở khu vực đó, tòi nói thiệt á, em đi 10 nhà, mà đặc biệt những nhà nào mà chơi xe tải á, 10 nhà ít chứ không phải tầm 7 nhà là chơi đô thành rồi, có những nhà mà chơi dòng mà từ 49 lên tới 65 luôn, là chỉ là chơi đô thành thôi, thật sự luôn, dòng đô thành ở miền Tây là phát triển rất là mạnh, công nhận. Tiền Giang với Long An là mua xe này là khủng khiếp. Đây là thiết kế mới nhất của nó ha. Đây, anh chị xem nè. Cũng có hai cái kiểu gương tay thỏ, logo nhà đô thành kiểu vậy. Cơ bản thôi. Đó, đèn bậm các thứ ha. Đây, xem về nội thất xe đi. Giá đi, hồi em combo cho anh chị nghe, anh chị hết hồn luôn. Giá này lắm. Đây, thiết kế của nó. Anh chị so sánh nha, anh chị nào mà đã xài em này rồi so sánh phiên phân khúc bờ mới nhất nha. Ba chỗ ngồi ghế da. Dắt của nó là chỉ có cái đĩ thôi, cái da là phải thêm tiền. Đây, cụm mặt cái chức năng trung tâm thì có đầu radio ở đây, hộp để vé, mấy cái đầu để giấy tờ các thứ, máy lạnh, chỉnh chế độ đèn, mấy cái cổng gì đây, mấy cái chức năng cổng USB, rồi thêm cái dàn lốc lạnh đây. Cộng cái này có thể là cái này anh chị có đúc cái tẩu sạc á, anh chị mua cái tẩu sạc tầm 300-400 ngàn chứ, anh chị đúc vô thì có thể sạc trực tiếp điện thoại được luôn. Cổng 12V ha. Em cũng hay đi đường, em hay đi giao xe ban đêm á, em cũng hay đem theo cái tẩu đó lắm, anh chị mua đi nó cũng rẻ. Còn đây thì là có trang bị luôn cho chúng ta là ga tự động ha. Ga tự động luôn control nè. Rồi tăng giảm năng lượng bên đây là vậy, là nó giống như cái đời của thằng Dắt, là cái dòng máy của pin đó. Đây là mặt đồng hồ xe nha, anh chị xem nè. Đó. Rồi, thì cơ bản là vậy thôi. Hộp số là 5 số tiến và một số cho coi, 5 số tiến và một số lùi, đúng rồi. Ở trên đây có cái hộp để đồ, tấm chắn nắng cơ bản là vậy. Đồ nghề theo xe ở phía sau ha. Rồi. Đây cho anh chị quan sát thêm một xíu nữa về nội thất em nó. Con này thì là sử dụng động cơ công nghệ Isuzu nha, công nghệ Isuzu. Đối với phân khúc xe Trung Quốc là không có dòng nào mà xài động cơ chuẩn hết, mà là sử dụng động cơ công nghệ. Thì dòng động cơ công nghệ Isuzu thì là máy là 2.771 và chị quá quen thuộc rồi, cũng không có gì gọi là khác so với những động trước đây đâu. Quan trọng mà nó đã fit luôn mấy cái lỗi như là lỗi dắt cắm kim phun bị lỏng này kia, chắc biết cái dòng 28 á là trầm luôn á, 28-29 gì đó là trầm luôn á. Xe vỏ là xe vỏ 7-16 ha, vỏ 7-16, vỏ DRC là vỏ Đà Nẵng ha. Một cái lọc gió đây, một cái bình dầu. Thùng thì là thùng cơ bản thôi. Con này nếu mà anh chị muốn đóng thùng inox, thùng bẩn nhôm đều được hết.
Còn thùng cơ bản này là xe sẵn vào ngay. Đó, bạc cũng có sẵn luôn. Năm bửng mở. Nhìn sơ sơ đi ha, coi con xe này có gì đặc biệt so với trước đây không. Nhưng mà theo em biết là nó cũng không có gì đâu, nó không có khác gì nhiều đâu. Đây nè. Đó, sexy xe anh chị nha. Giá con này hiện tại nếu mà anh chị mua nó sẽ còn tầm 401 401 đời 23, xe sẵn giao ngay, xe mới luôn, xe, gọi là xe tồn nhà máy đời 23, 401. Đó, cơ bản là vậy thôi. Tồn là tồn đời thôi, với lại nó cũng không có đời 24 cho nên nó vẫn là xe mới chứ không phải là xe đời, chứ không phải là gọi là tồn mà tồn kho nha. Đó, đèn bọng các thứ ha. Anh chị chuẩn bị giùm em con này cỡ tầm 100 101 là lấy xe thoải mái. Nhiều đài lắm, mấy phân khúc này là hỗ trợ từ ngân hàng như là VIP nè, VIP băng nè, công ty cho thuê tài chính nè. Vay 75, 70, 75, 80 là đều được hết. Quan trọng là anh chị có nguồn thu hay không có nguồn thu thì nó sẽ có những cái đài ngân hàng nó phù hợp thôi. Đó, cơ bản là vậy, thùng dài 4m3 nha. Mấy thùng ngắn này lấy mấy con EZ như là EZ200, EZ250 hoặc là lấy tải tấn rưỡi thì có EZ150. Còn nếu anh chị mà lấy cái, thích cái dòng đô thành mà EZ65 thì chúng ta lấy cái tải từ 1.9 tấn, 2.5, 3.5 này là vô tư. Giá như nhau, 410 triệu đời 23. Rồi thì video về cái em xe tải đô thành này nó cũng khá là đầy đủ rồi. Giá cả em đã cập nhật xong, phân khúc đời cũng đã cập nhật rồi. Thì anh chị chuẩn bị giùm em số tiền cỡ đó là chúng ta có thể lấy được xe được về. Hiện tại xe này được giao rất là nhiều và lúc nào cũng có xe hết cho anh chị, cho nên là anh chị khỏi đợi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là màu xe là màu xanh đậm và màu trắng sữa, là hai màu có sẵn. Anh chị muốn đặt màu khác thì tính thêm tiền sơn thôi. Còn anh chị muốn đóng thùng theo yêu cầu thì vui lòng liên hệ với em qua Zalo để em cập nhật về cái quy kết thùng mà anh chị muốn đóng, em sẽ báo giá vật tư phát sinh thêm, rồi chúng ta sẽ cân đối cái số tiền trả trước cho nó phù hợp nhất, cũng như là cái báo giá phát sinh vật tư bao nhiêu để cho chúng ta chuẩn bị tiền. Rồi thì video về em này thì em sẽ xin được kết thúc tại đây. Rất là mong sẽ được nhận được sự cái ủng hộ từ quý anh chị về cái em xe tải đô thành này ha. Hy vọng là trong năm 2024 này em nó sẽ được trở lại và sẽ được nhiều anh chị đón nhận hơn trong tương lai. Chào mọi người nha.